Hello everybody, welcome back to my True Gaming channel. Chào bạn quay trở lại kênh True Gaming của mình trong đây. Trong video series 8 tựa game của mình bắt đầu tới tựa game đầu tiên nào. My talking tone show. Let's go. Cố cho gói điện vệ sinh nào. Here. Đi gần như giải tỏa cũng vừa được các bạn. Sau đó chúng ta được tắm rửa thì các bạn sẽ sạch thân thoại nhé. Ăn trước à? Tạm chất là đó ạ. Oh, I'm sorry. Ok. Cùng dùng xà bông này các bạn. Yeah. Whoa. It's colorful. Cái nước thật kỹ càng nữa. Ok, để ra ăn nào. Cho các bạn một quả bún phô mai nào. Một quả cháo này. Quả ép, an apple. Một chút như bánh sinh nhật các bạn. Pancake. Ok, và cùng chơi trò chơi nào. Yeah, we'll play with spooky train các bạn. Có hết những bóng này và chỉ cần có chính là vật này. Oh my god. Chúng ta đi vào ba sàn các bạn. Các bạn là cùng đi cùng chiều chúng ta nào các bạn. Chúng ta phải. Oh my god. Ok. Lúc bày quả nó các chơi xong cho có gì ngủ nào. Time to sleep. Turn off the light. Mình cùng chuyển sang tiếp theo nào các bạn. Tom go run.
tiên vào Office 7 cho bắt đầu luôn nào. Open now. Open it. Rồi, tên mới mở được các bạn. First detail. Không cho đủ vàng thì xây ra nào. Let's go. Cùng đuổi theo các boss nào các bạn. Nhận hết vàng, đi chẳng hạn luôn. Cần phải xử lý danh nhạc ạ. Wow, chúng ta của chúng ta khá là giỏi đấy. Giờ lấy lại công lý, lấy lại công bằng cho công lý vậy. Nhân đục cùng nhân đôi số 3 nào. Cho một coi. Đây chúng ta sẽ mũ bảo hiểm chúng ta khỏi tất cả các chướng ngại vật mà chúng ta chẳng may dưới phải không ạ? Cùng số 2 nào. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy chơi thử nào các bạn. Đi tập rồi. Rồi các bạn xem nào. Oh my god. 2 stars. Được 2 sao thôi các bạn. No. No way. Ok, mình cũng chuyển sang game tiếp theo cho mình nào. Sau cắt chỉnh một tựa game để thỏa mãn được cái sự hoàn hảo của chúng ta các bạn. Yeah. Wow, it's a cream. Một quả kem, next level. Một chiếc kéo bây giờ các bạn. Một chiếc kéo các bạn. Chọn số 9 nào. Số 5 các bạn. Và số 7. Next level. Được một đồng xu vàng các bạn. Mình cũng chuyển sang đi tiếp theo nào. Plants vs Zombies. True. Display. Bắt đầu nó bạn. Hãy tìm đối thủ ở trong arena nào. Chơi ngay được bạn. Free play. VVGV. That's fine. Chờ xong ra cho vào ngay trận đấu nào. Đây là quái vật bùng băng các bạn ạ. Băng zombie cho sẽ sử dụng lửa. Như mọi khi nào. Let's go. Chắc ra nào. Đây là đầm các bạn. Thank you.
Đúng rồi bạn. Ok. Đó là bạn. Vừa nguội. Đó là một chút kiểu thôi. Hơi bé như thế bạn. Ok. Một thẻ. Để ra câu chuyện sang tên tiếp theo cho quý vị nào bạn. Subway surf. Surf first front. Một chút nữa bật nào. Chào bót ạ bạn. Thật sợ. Cùng cho cô ấy sẽ chạy được 3 sai rồi. Cũng như chúng ta sẽ chạy được một cách là 3 sai. Trong này chẳng biết là bạn. Let's go. Cô sẽ nhập một chút này là gì gì đó bạn. Em Metro. Ok. Metro is good question today. Metro chính là những từ cái từ ngữ mà chúng ta cần phải nhận được cho những chữ này các bạn. Gọi là chạy khá mượt các bạn. Để lên máy nào. Đây tiếp theo các bạn. Nào. Quá sao vậy? Cần được đầu mà. Oh my god. Ok, mình cũng chuyển sang đây tiếp theo các bạn. Tom Hero. Let's go. Cũng sang nhiệm vụ của tập game này hôm nay là gì nào? Let's go. It's a round back on. Baju kan pak, kelas kos. Cuma baca. Baca pun baju kan pak. Con nó cố nào. Ba con cũng rồi. Ok, mình cứ chuyển sang tiếp theo cho mọi người nào. Fundraise Buddy. Cùng cố gắng để vượt qua các nhiệm vụ này các bạn. The last one is eliminated. Người cuối cùng sẽ bị ở chỗ nào bỏ qua đây. Ok. Chờ qua đây nào.
cho vị các bạn. The first place. Tiếp tục nào, continue. Just roll. Tiếp tục là how to run. Làm giữ để chạy các bạn. Cho quay nào. Ok, cho về đích các bạn. We are first place. Tiếp tục nào. Oh my god. Giúp mình các bạn. Cố lên nào. No. Cùng đuổi lại vòng này nào. Ok. Cho loại bỏ được chiếc đuôi rồi. Ok, như vậy cho về đích các bạn. The first place. Fun city. Cùng sửa nhà nào. It's amazing. Tiếp tục nào các bạn. Đây là bonus nào vừa. À. Ok, cho về đích nào. Bây giờ mình sẽ các bạn chuyển sang tiệm cuối cùng chơi bài nào các bạn. Rescue catch. Touch play. Touch one các bạn. Escape. Excellent. Cho chúng ta đi từ bên kia sang các bạn. Be careful. Ok, con cho chạy nào. Excellent. Prison break. Ok, thì chúng ta đã thoát rồi. Có lẽ mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong channel 2Gamer của mình nhé. Thank you so much and see you soon. Goodbye.